Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Băng. Citizen đây các bác, Sa Băng nằm dưới đất số 6. Mặt này mặt kính, viền kim loại màu vàng chén nha. Khung gỗ 2 tầng nha các bác. Chiều cao lên là 31,5 cm, còn ngang qua là 34 cm. Cái này sử dụng một bên tiểu 2A rất dễ sử dụng nha. Đây cái tem của nó vẫn còn nguyên vẹn nha, chiếc này toàn bộ là zin hết. Rồi bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha, 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em, các bác các bạn Zalo giúp em nha. Thường những chiếc đồng hồ số nổi nha, rất dễ nhìn giờ nha các bác, nó nổi nó vô lên. Em kết thúc video, chào các bác.